Rồi, xin chào các anh chị và các bạn đã ghé shop dao Nhật Bản ha. Thì trên hình thì mình mới vừa hoàn tất một con Santoku của Kyiak. Con này thì cũng mới vừa hoàn tất xong để chuyển về Hải Phòng. Con này về tổng thể nó thép đen ha. Nên nhìn trên hình này cũng không có được đã lắm, nhưng mà được cái là nó rất là bén. Con này mình finish cũng sai rồi. Tổng thể cán của con thép còn tốt. Đây, mình sẽ thử một chút về độ bén nha. Tương đối rồi, cái gì thì sẽ làm thêm nếu cần ha. Rồi, cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ nhé. Xin chào.